Lục địa Á Âu Phi đang trải qua một đợt rét, nguồn cung cấp khí đốt của họ không đủ để vượt qua mùa đông. <laughs> Lena Butanina là một công dân nga sống với chồng người áo, Dietrich John ở Brussels. Cô đang cho anh xem các video clip từ đài truyền hình nhà nước nga. Điều đó thật được cười nhưng rồi cũng hơi buồn, bởi vì họ đang phát tán tin giả. <laughs> Khi rõ ràng rằng cuộc chiến ở Ukraine đã tiếp tục kéo dài qua mùa đông năm ngoái. Nhiều người lo ngại về việc người dân Tây Âu sẽ giữ ấm như thế nào, vì trước đây khu vực này phụ thuộc vào nguồn xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga. Nhưng theo EU, họ đã làm được một phần nhờ cắt giảm gần 20% lượng khí đốt sử dụng vào mùa đông năm ngoái. Mẹ thiên nhiên cũng đã giúp đỡ. Đó là một mùa đông thực sự ấm áp, ôn hòa. Chúng tôi còn không đeo khăn quàng cổ, đội mũ hay sử dụng thêm chăn. Điện đắt hơn trên khắp EU, nhưng nhiều người không đủ khả năng thanh toán tiền điện đã nhận được trợ cấp của chính phủ. Và theo Văn phòng thị trường Brussels, đèn đường và hệ thống sửa trong các trường học cũng như các văn phòng chính phủ và công cộng khác đã được cắt giảm. Chúng tôi chỉnh nhiệt độ 19 độ C cho các lớp học ở trường, nhưng ở những văn phòng như thế này, nhiệt độ là 18 độ. Trong các bể bơi, nước ở mức 27 độ, cho nên nó thay đổi. Theo nhà phân tích năng lượng độc lập Thierry Descoutinier, châu Âu đã quản lý tốt mà không cần đến lượng khí đốt thông thường của Nga. Chính phủ EU đã tìm được các nhà cung cấp khí đốt khác, Mùa đông năm ngoái, EU đã nhận khí đốt từ Na Uy, Algeria và Azerbaijan. Nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng hay LNG từ Hoa Kỳ cũng đang gia tăng. Năm ngoái, điều đã xảy ra và điều đã giúp ích rất nhiều cho châu Âu là nhu cầu về LNG của Trung Quốc giảm. Nhu cầu của Trung Quốc mà lẽ ra do Hoa Kỳ cung cấp và khí đốt của Hoa Kỳ sau đó có thể được gửi đến châu Âu. Cho nên theo một cách nào đó, Trung Quốc đã giúp châu Âu. Nhưng các quan chức EU cho biết sử dụng ít khí đốt hơn là cách chắc ăn nhất để đảm bảo các nước EU luôn ấm áp vào mùa đông tiếp theo. Cho nên chúng tôi đã đề xuất một mục tiêu cho mùa đông này, giảm 15% nhu cầu. Các quốc gia thành viên đã vượt cả chỉ tiêu, họ đã giảm được 19% nhu cầu trong mùa đông này. Các chuyên gia hy vọng sản xuất LNG sẽ phát triển trên thế giới trong vài năm tới, giúp ổn định giá năng lượng và nhập khẩu ở châu Âu. EU cũng đang đầu tư vào năng lượng thay thế với kế hoạch nhận được nhiều hơn 40% năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030.